Thưa đại chúng, được giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thiền, chúng tôi cảm thấy mừng vô cùng. Bởi vì lâu nay đi đâu cũng bị Phật tử gọi là thầy heo hết. Thưa, mình có kể một cái câu chuyện là mình cứu một chú heo, rồi từ đó mình được cái danh rất là đẹp, đó là thầy heo. Mà đại chúng thấy thầy có giống heo không? Không, đúng không? Vậy là không phải thầy heo rồi. Kể đại chúng nghe, mình không biết anh chàng đó là ai, ở đâu, nhưng mà một hôm anh gọi đến cho mình và nói rằng: thầy ơi, con đau khổ quá, con tự tử, con chết, con có tội không? Tự nhiên mình nghe có người đòi tự tử chết thì lòng mình xót xa. Mình nói: con à, sự sống rất là quý, cỏ cây nó còn muốn sống, huống hồn chi có được thân người là cái rất khó, chứ không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà có được thân người đâu. Phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, ăn hiền ở lành, có tu nhân tích đức rồi bây giờ mới được thân người đó con à. Tại sao con đòi hủy hoại nó? Anh ta nói một vòng, cái cuối cùng anh ta nói rằng: trong đời sống, con với mẹ của con không có tiếng nói chung. Con thì muốn đi tu, nhưng mẹ con thì bắt con lấy vợ. Con không chịu nổi cảnh sống gia đình, và mẹ con cứ ép con hoài, rồi hai mẹ con cứ cãi vã nhau mãi thôi. Một ngày không có nói được câu nào ngọt ngào, cho nên con thấy đời sống áp lực quá, con muốn đi tự tử. Cái mình nghe anh muốn đi tu là mình thấy mình có được đệ tử rồi đây. Mình dùng hết lời ngon ngọt mình khuyên bảo, thưa các vị. Cái sau đó mấy ngày đó, anh mới gọi lại, anh nói: nhờ những lời thầy nói, con cảm thấy bình an, con lấy được niềm tin trong sự sống này rồi. Nhưng thưa thầy, bữa nay con đang ở ngoài Nha Trang á, bây giờ con muốn đi vào trong Bình Dương để gặp thầy. Nhưng mà tiền á, thì mẹ con giữ, con xin, mẹ con không cho. Vậy bây giờ con muốn đi vào trong chùa của thầy, con phải đi như thế nào? Mình tốt lắm các vị ạ, mình nói con đi đi. Nhưng mà con đi thì con phải báo cho mẹ con biết là con đi vào chùa của thầy, để bà ở nhà khỏi lo, khỏi phải trông ngóng. Anh nói: nhưng con không có tiền. Minh Thiền kêu: thầy cho con tiền xe, an tâm đi, thầy cho tiền xe. Mình cũng làm anh hùng rơm thiệt á chứ. Mình hỏi rằng: từ ở ngoài Nha Trang vào đây bao nhiêu tiền? Anh nói có 200 mấy, gần 300 thôi. Mình nói: thầy cho con 500 đi đường uống nước, con có số tài khoản không? Cái anh nói có. Thì thưa đại chúng là mình lật đật mình đi gửi 500 ngàn vào số tài khoản. Mình nghĩ là mình thu nhận được đệ tử, chiến này mất 500 mà lời có được con người. Anh thưa lấy 500 rồi cúp nguồn điện thoại gọi không được, cũng thấy chẳng thấy nó vô chùa đâu luôn. Không biết sao mình dễ dụ chứ không biết. Chứ phải chi nó dụ mình làm ăn hay mua đồ gì đó là mình không mất tiền rồi. Nó muốn đi tu. Bữa đó mà hên chứ, nó ở Nha Trang đi vào đây có 200-300 ngàn, mình mất 500, chứ nó ở bên Mỹ, nó đi về cái mình tốn cái vé máy bay là mệt nữa. Đời khổ dễ sợ. Tu ở trong chùa cũng không yên. Hết phá ở ngoài đời, chạy vô tới chùa tìm mấy thầy phá. Tội lỗi chết con ơi. Nói con có nghe, con trả lại cho thầy 500 nghe. Cho nên con người ta sống dùng ba tấc lưỡi để lừa lọc nhau, dùng ba tấc lưỡi để hãm hại nhau. Này các thầy tỳ kheo, có ba hạng người ở đời. Thế nào là ba? Hạng người thứ nhất,
nói như phân. Hạng người thứ hai, nói như hoa. Hạng người thứ ba, nói như mật. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Có một người đi vào trong giữa hội chúng, đi vào chốn đông người, hay ngồi giữa bà con dòng họ, hay được mời ra làm chứng giữa nơi quan trường của vua quan. Người đó được hỏi, mời ông hãy nói đi. Lúc bấy giờ người đó trả lời, những điều không biết thì người đó nói rằng tôi có biết. Những điều họ biết nhưng họ trả lời rằng tôi không biết. Những lời đúng họ nói rằng sai. Những điều sai họ nói rằng đúng. Điều xấu họ nói là tốt. Điều tốt họ nói là xấu. Này các thầy tỳ kheo, do có hạng người nói sai sự thật như vậy, nên Như Lai gọi đó là hạng người nói như phân. Lại nữa, này các thầy tỳ kheo, thế nào là hạng người nói như hoa? Có một người khi ở giữa hội chúng đông người, ở giữa bà con quyến thuộc, hay được mời ra chốn quan trường để làm chứng. Khi được mời nói, ông hãy nói đi. Lúc đó người đó trả lời, những điều họ biết nói rằng biết, những điều không biết nói rằng không. Những điều đúng họ nói đúng, những điều sai họ nói sai. Những điều tốt họ nói tốt, những điều xấu họ nói xấu. Do có hạng người nói đúng như sự thật, nên Như Lai gọi đó là hạng người nói như hoa. Và này các thầy tỳ kheo, có một hạng người từ bỏ ác ngữ, đoạn tận ác ngữ. Những lời họ nói ra khiến người khác thích nghe, vui vẻ, an lạc. Do có hạng người nói như vậy nên Như Lai gọi là hạng người nói như mật. Nói như mật là nói ngọt ngào, nói nhẹ nhàng, nói từ ái, đúng không ạ? Nói ra là người ta nghe, người ta thích liền. Cái giọng nói im dịu chứ không phải cái giọng khàn khàn ồ ồ như ông thầy Minh Thiền đâu. Xin thưa, ở đây hạng người thứ ba là hạng người nói như mật. Nói như mật là như thế nào? Là từ bỏ ác ngữ. Ngữ là lời nói. Từ bỏ ác ngữ là từ bỏ lời nói ác, từ bỏ lời nói sai sự thật, từ bỏ lời nói dèm pha. Mà những con này họ chỉ nói những lời ái ngữ, tức là những lời im dịu, những lời yêu thương. Có mở miệng ra thì họ khuyên bảo chúng ta gắn sống tốt, gắn tu tập tốt. Những lời của những vị này nói ra là phương pháp, là con đường để giúp chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau để có an lạc trong cuộc sống. Vậy thì giữa cuộc đời này có Đức Phật Như Lai, có các bậc thánh, có chư Bồ Tát, các bậc thầy của chúng ta, những người rao giảng về giáo pháp, những người rao giảng về tình thương, những người rao giảng về con đường giác ngộ giải thoát, là những bậc thầy được xem là nói lời ái ngữ, được xem là nói như mật. Ở đây Phật tử có nói như mật chưa? Có nói ngọt ngào không? Hay là nói ra khiến người ta đau đầu nhức óc? Miệng ta là đó hoa sen, một phen hé nở thì muôn phương thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ thì muôn dân mát lòng. Bây giờ chúng ta có là hoa sen, nói ra có thơm không? Hay là nói ra người khác bệnh lỗ mũi chạy chỗ khác? Hay là nói ra người khác bệnh lỗ tai không muốn nghe?
Cho nên mình tóm lại, lời nói như mật không phải chỉ có những bậc thánh như Đức Phật, Như Lai, như Chư Bồ Tát hay những bậc thầy rao giảng về tình thương nói được, mà bản chất của chúng ta cũng nói được những lời nói như mật. Là người Phật tử, Đức Phật không cho nói sai sự thật. Đức Phật không cho phép người Phật tử phải nói cái điều khiến người khác đau khổ. Nên chúng ta phải cố gắng thực tập. Thay vì trước đây chúng ta nói ra những lời cọc cằn, những lời khó nghe, thì bây giờ chúng ta nói những lời im dịu. Trước đây chúng ta ngồi lại với nhau thì chúng ta kể lể chuyện năm trên năm dưới, chuyện được mất hơn thua, chuyện tốt xấu của người này, chuyện phải quấy của người kia. Thì bây giờ chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta nên khuyên bảo nhau rằng: à chị à, đời là biển khổ, đời là vô thường, ráng ăn chay, ráng niệm Phật, ráng tu cho tốt, để chúng ta đừng có tạo thêm nghiệp chướng nữa. Đó chính là những lời nói như mật. Ai cũng có thể nói được, chứ không riêng gì ai. Những lời nói như mật này, nó được phát xuất từ trong một trái tim yêu thương, từ trong một tấm lòng bao dung. Nói tất cả là vì tình thương, nói tất cả là vì người đối diện, muốn cho họ có được an lạc, muốn đem lại lợi ích cho họ, nên chúng ta nói. Chứ người nói như mật là người không nói theo cảm xúc và không hề nói để thỏa mãn cơn giận, để thỏa mãn cơn tức. Chúng ta thường hay nói là để thỏa mãn cảm xúc, để thỏa mãn cơn giận, để thỏa mãn cơn tức của chúng ta. Còn những bậc thánh hay những người nói lời như mật là nói vì tình thương, nói vì lợi ích cho người đối diện, cho người đang được nghe chúng ta nói. Tóm lại, ở đây Minh Thiền khuyên đại chúng rằng không có ai sanh ra đời thì tự nhiên nói được những điều tốt đẹp. Không ai sanh ra đời là có thể đoạn tận hay từ bỏ được cái ác ngữ. Tất cả chúng ta phải trải qua thời gian học tập và tu dưỡng bản thân của mình. Chúng ta chiến thắng được cảm xúc, chúng ta loại bỏ được những phiền não bất an trong lòng mình, chúng ta nuôi dưỡng được tâm từ bi của chúng ta lớn rồi đó, chúng ta có tự giác, thì chúng ta nói ra lời, thì chúng ta nói ra lời nào thì người khác họ thích nghe, và lời nói đó là lời nói phù hợp với đạo đức, đạo lý làm người. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu hạng người thứ hai là hạng người nói như hoa. Tức là ở giữa một hội chúng, ở trong một hội trường, ở giữa chốn đông người, hay là nơi có bà con dòng họ chúng ta ngồi lại với nhau, hay là khi chúng ta được mời ra những nơi công quyền của nhà nước để làm chứng về một sự vụ, sự việc gì đó, chúng ta nói lời chân thật. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng: thấy thì nói là thấy, biết thì nói là biết, không thấy thì nói không thấy, không biết thì nói không biết, tốt nói tốt, xấu thì nói xấu. Nhìn nhận và đánh giá sự vật, sự việc một cách tường tận, và chúng ta nói lên sự việc đó bằng lời nói chân thật, nhưng cái chúng ta đã biết, như cái chúng ta đã chứng kiến. Lời nói này Đức Phật gọi là nói như hoa. Nói như hoa, nói ra nó thơm phương phức đấy. Nói ra nó thơm phương phức. Và tất nhiên Phật tử chúng ta là những người nói như hoa. Trong năm giới, giới thứ mấy Đức Phật cấm nói dối? Thứ mấy à? Giới thứ sáu hả? À dạ thưa, là giới thứ tư hả? Đúng chưa?
Sao có những vị lắc đầu? Những vị lắc đầu là không đúng. Đức Phật đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản để cho những người Phật tử hay là những người hữu duyên với Đức Phật thực hành theo để có được an lạc, có hạnh phúc trong đời sống. Trong đó có một nguyên tắc Đức Phật bắt chúng ta phải nói đúng sự thật, không nói sai sự thật, không nói lời ác độc, không nói lời gây chia rẽ, cũng không nói những lời phù phiếm vô nghĩa. Những lời chúng ta nói ra phải là những bài học đắt giá, phải là những bài học cao thượng, phải là những bài học có giá trị để cho người nghe họ lấy đó làm kinh nghiệm, họ lấy đó làm kim chỉ nam cho đời sống của chính họ. Người Phật tử không được quyền nói sai sự thật, người Phật tử không được quyền nói những lời gây chia rẽ, gây thù hận, người Phật tử không được quyền thấy tốt mà nói xấu, không được quyền thấy xấu mà nói tốt, không được quyền thấy đúng mà nói sai, không được quyền thấy sai mà nói đúng. Nếu như người Phật tử thực hiện được cái việc mình thấy, mình biết như thế nào thì mình nói đúng như thế ấy, tức là người Phật tử đã nói được những lời nói như hoa, như hoa. Trước khi đi qua cái lời nói như phân, mình kể đại chúng nghe câu chuyện, chứ không thì đại chúng ngồi ngủ mất. Xin thưa các ngài, xin các ngài đừng ngủ, các ngài hãy nghe con nói. A Di Đà Phật. Có một ông nhà giàu, một hôm ông mới gọi người đầy tớ của mình và nói: nè con coi cái gì ngon nhất, con làm con dọn lên cho ông ăn. Người đầy tớ lọ tọ đi một chút quay trở lại thì bưng lên một cái lưỡi xào, cái lưỡi bò, lưỡi heo gì đó. Lúc đó mình không có ngồi đó nên mình không chứng kiến, nhưng mà mình chỉ biết nó là cái lưỡi thôi. Mà bữa đó ông cũng không có mời mình ăn nữa. Thì đem ra là một cái lưỡi. Ông nhà giàu ăn xong khen ngon. Hai hôm sau ông nhà giàu lại kêu người đầy tớ đó lên và nói: nè con, bữa trước con cho ta ăn cái ngon nhất rồi, đó là cái lưỡi, thì bữa nay con cho ta ăn cái dở nhất của cuộc đời này coi. Ông kia đi lọt tọt chút cũng bưng lại cái lưỡi. Ông này ông thấy để xuống, ông kêu: à, cái chú này lạ, tôi nói với chú rồi, tôi ăn cái ngon nhất đã là cái lưỡi rồi, thì bây giờ cái dở nhất phải là cái khác chứ, tại sao cũng là cái lưỡi. Cái ông đầy tớ mới kính cẩn thưa rằng: dạ bẩm ông, cái lưỡi khi mà nó tốt thì mọi chuyện nó trở thành tốt, cũng do nó thương rồi đó thì việc gì đó nó cũng nói hay hết á, còn nó mà ghét thì mọi chuyện tan tóc đau thương đến ông ạ. Cũng nó là ngon nhất mà cũng nó là dở nhất, cho nên con dâng cái ngon, cái dở nhất này cho ông ăn. Ông nghe xong ông kêu: đúng, cái tên này giỏi, ông cảm ơn con. Đừng đi vào cuộc đời để tìm cái ngon nhất và cái dở nhất nữa nha. Muốn cái ngon nhất hay cái dở nhất đi ra tiệm kiếm cái lưỡi về ăn. Ơ, à, không không, mình ăn chay không ăn lưỡi. Khi nó thương rồi đó, khi nó thương rồi đó thì nó ca ngợi, nó tán thán, nó tâng bốc, nó đưa lên tới 9 tầng mây cơ. Mà khi nó ghét rồi thì nó chửi, nó chê, nó phỉ nhổ đủ thứ, cũng là 3 tấc lưỡi mà ra. Vậy chứ thưa đại chúng, được và mất, tốt và xấu, hơn và thua giữa cuộc đời, lấy cái gì để tranh đấu? Lấy cái lưỡi để tranh đấu. Nó chính là phương tiện đặc thù nhất trong đời sống này. Nó là phương tiện đi đầu trong tất cả những phương tiện. Vì chính cái lưỡi
Nếu như nó tốt thì nó sẽ là cái công cụ để truyền đạt kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó cũng là cái để phát ra những âm thanh chúng ta giao tiếp với nhau để công việc được hanh thông, được tốt đẹp, được suôn sẻ. Nó cũng là cái để chúng ta dùng, sử dụng để điều hành con người, điều hành công việc. Nó cũng là cái để chúng ta an ủi, chia sẻ, vỗ về những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh đau thương, những hoàn cảnh bất hạnh. Nó cũng là cái để chúng ta nói lên những lời dạy bảo của Thánh Hiền. Và cái lưỡi nó cũng là cái gây tan tóc, đau thương, gây chia rẽ, gây thù hận, gây bất an, đau khổ. Nó là cái dặm mắm thêm muối để tô vẽ cho cuộc đời trắng thành đen, đen thành trắng các vị ạ. À. Cho nên người ta nói mắt mình thấy chứ hẳn là sự thật, tai mình nghe cũng bị lật ngã nghiêng, bởi miệng đời đồn thổi đất linh thiêng, thêm mắm muối rồi khiêng ra chợ Vĩnh Long bán. Cái chuyện ở trong nhà, cái chuyện ở trong phòng người ta giấu kín, vậy mà chỉ cần một người biết, người đó thứ tám thôi, ông tám bà tám gì đó, là cả một cái tỉnh Vĩnh Long này biết luôn. Là từ đâu biết? Từ cái lo phát thanh này đây. Này xin thưa, nói gì nói mình cũng cảm ơn cái lưỡi, nhờ nó mà mình đi nói chuyện cho đại chúng nghe được. Chứ không có cái lưỡi, không có cái lưỡi rồi mình gặp nhau mình cứ thì thôi thua, không được. Cho nên mình quay trở lại thưa đại chúng, cái tốt đẹp nhất giữa cuộc đời cũng là cái lưỡi. Vì khi nó nói lên những điều đạo đức, nó nói lên được cái người ta thể hiện những tình cảm ân nghĩa với nhau, nó cũng là cái để chúng ta khuyên bảo nhau sống tốt. Rồi cũng chính nó là cái dở nhất, là cái tệ nhất, là cái ác độc nhất, khi nó không thương, nó nói những lời dèm pha, phỉ nhổ đủ thứ hết. Vì vậy đại chúng nhớ, phải làm sao để cho cái lưỡi của mình là cái ngon nhất, là cái đẹp nhất, chứ đừng để cho nó thành cái tệ hại nhất, thành cái dở nhất mà không ai muốn ăn nha. Và bây giờ thưa đại chúng, mình sẽ đi vào hạng người thứ nhất, là hạng người nói như phân. Phân nó có thơm không? Phân là dơ, phân là thối, phân là cặn bã, là cái đồ người ta thải ra. Nhưng Đức Phật nói có những con người nói như phân. Trong bài kinh thì nói chi tiết là có một người đi vào chốn hội trường, vào chốn đông người, ở giữa hội chúng hay giữa bà con, hay được khi mời ra để làm chứng cho một sự kiện nào đó. Người đó họ không biết, nhưng họ nói rằng họ biết. Những điều họ biết thì lại nói là không. Tốt thì họ nói xấu, xấu thì họ nói tốt. Tức là họ lật đổ cả sự thật. Lời nói của họ, họ thay đen đổi trắng. Thưa rằng cuộc đời này, Minh Thiền nghĩ không ai thích, không ai ưa, không ai kết tình thân với người chuyên đi nói xạo, chuyên đi nói phỉnh, chuyên đi lừa lọc người khác. Không ai thích người đó. Nhưng trong xã hội vẫn có những con người đó. Họ dùng lời nói, họ phỉnh, họ gạt đủ thứ cả. Rồi họ vào chùa gạt luôn cả ông thầy. Có một thầy, ông là học tăng. Học tăng của ngày xưa là khi vào chùa xuất gia thì ở hầu thầy của mình 5 năm. Sau 5 năm đó thì được đi các chốn thiền môn, các già lam, các tổ đình, những ngôi chùa mà có những bậc danh tăng nổi tiếng đó, để mình học hỏi chánh pháp, để biết đường tu tập.
Sở dĩ 5 năm đầu ở lại chùa đó là học cách hầu thầy, trả ơn thầy đã thuyết pháp, đã tế độ cho con. Và cũng trong 5 năm đó để cố gắng trao dồi học hỏi về giới lực của mình cho tường tận. Sau 5 năm đó vững vàng về giới lực, về oai nghi tế hạnh của một người tu rồi, thì được đi muôn phương để học đạo, để cầu đạo. Thì ông thầy này ông đến ông gặp một vị hòa thượng. Hòa thượng đó ông đang quét sân. Thì ông mới hỏi: bạch hòa thượng, khi chưa chứng đạo thì ngài sống như thế nào? Ông hòa thượng trả lời: sáng thì tôi ăn cháo loãng rồi đi quét sân chùa, trưa vào tôi thổi cơm rồi lên độ trưa, tức là mình cúng quả đường đó, rồi chiều tôi đi bữa củi, tôi đi gánh nước về cho tăng chúng sử dụng để tiêu xài, tối thì tôi ngồi thiền. Ông thầy ông nghe như vậy thì ông hỏi: bạch hòa thượng, khi chưa chứng đạo thì như vậy, vậy khi chứng đạo thì thế nào? Hòa thượng cũng nói: sáng tôi ăn cháo loãng rồi đi quét sân, rồi trưa tôi đi thổi cơm rồi thọ trai, chiều tôi đi bữa củi, đi gánh nước về cho chúng xài, tối tôi ngồi thiền. Ông thầy ông nghe ông nói: dạ thưa hòa thượng, vậy giữa cái chứng đạo và không chứng đạo đâu có gì khác nhau, con thấy hòa thượng làm cũng y chang như vậy mà. Con thì nghe mọi người đồn rằng ngài là một bậc thiền sư lớn, là một thầy chứng được đạo, có quy đức tuyệt vời. Con đến đây để hỏi đạo của ngài, mong muốn ngài chỉ cho con phương pháp để tu tập. Vậy mà con thấy trước khi chứng đạo và sau khi chứng đạo ngài cũng như vậy, thì có cái gì nó khác đâu? Hòa thượng nói: không, nó khác lắm chứ. Khi trước chưa chứng đạo, tôi lên ngồi ăn cháo loãng thì tôi thèm đến bữa cơm, thèm đến dĩa rau. Hoặc tôi ngồi ăn cháo loãng, tôi nghĩ đến chuyện quét sân. Rồi khi tôi quét sân, tôi nghĩ đến chuyện phải bữa củi nấu cơm. Khi bữa củi nấu cơm, tôi lại nghĩ đến chuyện ngồi thiền. Và khi ngồi thiền thì tôi lại nghĩ đến chuyện bữa củi nấu cơm hoặc là quét sân. Còn khi chứng đạo rồi, tôi lên tôi ăn cháo loãng, tôi biết tôi ăn cháo loãng, tôi không nghĩ đến quét sân, không nghĩ đến bữa củi. Khi tôi quét sân, tôi biết tôi quét sân, tôi không nghĩ đến ngồi thiền. Và khi bữa củi gánh nước, tôi biết tôi đang bữa củi gánh nước, không nghĩ đến chuyện ăn cháo loãng, không nghĩ đến chuyện quét sân. Khi ngồi thiền, tôi biết tôi đang ngồi thiền mà không nghĩ gì đến chuyện khác. Nó khác nhau thưa đại chúng. Thấy khác không? Khác. Mình không nói về cái chứng đạo sâu xa nó như thế nào, nhưng trong từng phút giây, mọi động thái và từng công việc, chúng ta ý thức nó một cách tường tận, gọi đó là chánh niệm. Mà chánh niệm được trong từng hơi thở, trong từng bước chân đi, trong từng công việc mình làm một cách minh bạch sáng suốt, gọi là chứng đạo. Khi giữ cháu nội thì đừng có nghĩ đến chuyện cháu ngoại. Khi giữ cháu ngoại thì đừng có nghĩ đến chuyện con rể, con dâu. Làm việc gì, biết việc đó một cách tường tận, rõ ràng. Thân ở đâu, tâm có mặt ở đó, đó là chứng đạo. Vậy thì đại chúng ở đây ai cũng có cơ hội chứng đạo. Như khổ một nỗi, các vị lên ăn thì các vị nghĩ đến chuyện làm. Các vị lên ngủ thì các vị nghĩ đến chuyện ăn. Rồi khi các vị làm thì các vị lại nghĩ đến chuyện ăn, chuyện ngủ. Các vị làm mà không đồng nhất, làm việc thân làm ở đây như tâm nó rong chơi ở muôn phương, thì làm sao chứng được đạo? Tức là bị động, bị vọng niệm, bị đánh mất chính bản thân mình. Như vậy thì chúng ta đi tu niệm Phật, mục đích sau cùng của chúng ta đó là
Con mong rằng con niệm Phật để được nhất tâm, để loại trừ tất cả những phiền não khổ đau của đời sống. Con diệt được tham sân si nhờ câu niệm Phật. Và cuối cùng con nhờ niệm Phật mà khi xả bỏ thân này, con được trở về với Đức Phật. Thưa, đó là mục đích sau cùng của chúng ta. Nhưng trong đời sống thực tại, chúng ta mượn câu niệm Phật để thu nhiếp tâm của mình trở về với thân. Có nghĩa là nhờ niệm Phật mà chúng ta có được chánh niệm trong từng hơi thở, từng giây phút trôi qua. Khi giữ cháu, thông thường thì giữ đứa nhỏ chúng ta sẽ nghĩ ngợi đến chuyện này chuyện khác. Thì bây giờ mình giữ nó, mình nghĩ đến chuyện gì? Niệm Phật. Khi chúng ta lên ngồi ăn cơm, chúng ta sẽ bắt đầu khen chê ngon dở. Chúng ta sẽ nhớ rằng ngày hôm qua chúng ta ăn ở nhà thằng hai nó ngon hơn bữa hôm nay, và bữa trước ta ăn tô canh chua nó mặn chát, vân vân và vân vân. Ta đang mất chánh niệm. Bây giờ lên ăn, ta ngồi ta ăn trong tiếng niệm Phật, đó là ăn trong chánh niệm. Khi chúng ta lên ngủ, chúng ta sẽ gác tay lên trán rồi suy nghĩ, trời ơi ngày mai lấy tiền đâu để đi đánh số đề. À xin lỗi, ngày mai mình lấy tiền đâu để mình đi mua cái này mua cái khác, vân vân và vân vân. Mình gác tay lên trán rồi mình suy nghĩ đến chuyện này chuyện kia, sắp tới giỗ quải, sắp đến cưới hỏi, vân vân và vân vân, không chịu ngủ, đang đánh mất chánh niệm. Muốn trở lại với chánh niệm là bây giờ leo lên giường, nằm xuống là niệm Phật liền ngay tức khắc, rồi mời Đức Phật đưa mình đi vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ đó nó yên bình thảnh thơi, không ác mộng. Nên thưa đại chúng, đó là chúng ta đang mượn danh hiệu của Đức Phật để đưa mình trở về với chánh niệm, tức là mình đang trở về với chính bản thân mình. Và nếu như mình giỏi thì mình giữ được chánh niệm liên tục từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, rồi từ chiều đến tối lúc nào cũng chánh niệm. Thì thử hỏi buồn, vui, thương, giận, trách, hờn, nó có cơ hội để ngự trị lấy tâm hồn ta không? Thưa là không. Sở dĩ chúng ta đánh mất chánh niệm, chúng ta quên Phật, chúng ta quên trở về với chính mình, chúng ta mới bị phiền não khổ đau chi phối. Còn bây giờ chúng ta giữ được chánh niệm, không đánh mất chính mình, thì không bị phiền não khổ đau chi phối. Như vậy tóm lại thì câu niệm Phật chính là chánh niệm của các vị. Các vị đừng quên. Mà Minh Thiền thường hay ví dụ thế này: câu niệm Phật chính là hơi thở của những hành giả tu tập pháp môn tịnh độ. Nên thưa, không ăn một ngày chúng ta có thể sống, không ăn 5-7 ngày kiệt quệ quá thì chúng ta mới chết, không uống 2-3 ngày chúng ta khô khan mới chết, nhưng không thở thì chết ngay lập tức. Cũng vậy, Minh Thiền ví dụ cho những hành giả tu tịnh độ, câu niệm Phật tức là hơi thở. Vậy thì câu niệm Phật tức là sự sống của những hành giả tu tịnh độ. Vậy thì lúc nào các vị quên câu niệm Phật là lúc đó các vị không tồn tại. Không tồn tại, lúc đó các vị không sống, lúc đó các vị chết. Vì vậy, những hành giả của pháp môn tịnh độ hãy dũng mãnh lên, hãy làm cho mình luôn hiện hữu, làm cho mình luôn có mặt bằng cách là luôn luôn giữ chánh niệm bằng thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.